anh đón con hộ tôi được không? Hôm nay kiểm kho, công ty bắt tăng ca thêm 3 tiếng. Khi nào xong tôi sang đón con luôn. Khi nào xong là khi nào xong. Cô tự đi mà đón, tôi bận lắm. Nhá. Anh à, ai mà hôm nay lại làm cho ông anh của em cáu giận thế này? Cơn ác mộng mang tên vợ cũ. Anh đã làm rất tốt vị trí của một người đàn ông trong nhà, luôn là người đứng đầu, không ai được vượt quyền. Có quyền anh trong tay đấy, nhưng mà cô ấy vẫn ly hôn. Ly hôn thì sao? Em thấy anh của em này học rất cao, nhưng lại sao lại rất mù mờ trong cái việc này. Và anh đừng nói tí anh đón con bé đấy nhá. Không đời nào, kiểu gì tí nữa cô cũng nhờ người đi đón. Anh cứ ngồi làm đi, em ra bày mấy cái này, anh em mình nhậu tí, hạ hỏa. Gấp. Chị. Cậu à, sao một mình thế à? Mợ đâu? Hai ngày tới vợ em được nghỉ theo luật luân phiên. Vợ em bảo sang đón bé My về chơi, cho hai mợ cháu đỡ buồn. Mợ đang bầu bí như thế, đón sang sợ phiền không? Không sao, mà từ nãy giờ em không thấy bé My đâu nhỉ? À, chị nhớ ông Hải đón rồi. Lát dọn dẹp xong rồi chị sang đón con bé. Thế lát dọn dẹp xong chị đón bé My rồi qua em ăn cơm luôn nhá. Sao cơ ạ? Con tôi bị tai nạn kìa. Ở đâu ạ? Chị. Anh, cốc này là em chúc mừng anh trai của em đã trở thành kiến trúc sư trưởng của một dự án. Em nhỏ gì đâu, toàn dự án bé thôi. Nhân cái thành công này của anh, em lại nhớ ông bà già suốt ngày lấy anh làm cái hình mẫu, bắt em phải học theo. Mà em học thế quái là được. Từ cái ngày mà anh ly hôn ấy, là ông bà già hết cả kiệm luôn, không bắt em phải học theo anh nữa. Có cái chuyện này em nói anh nghe. Chuyện gì đây? Cái chuyện anh ly hôn vì chị ngoại tình ấy là em bị đấy. Thế công nhận là đập vỡ thần tượng chả khó tí nào. Mày nói cái gì cơ? Mày, mày nói dối lận. Em đã bảo anh là game over rồi, anh cứ nghĩ làm gì mà đau đâu. An ơi, My ơi, anh vẫn còn vác mặt nữa đấy. Bé My sao rồi? Bé My sao rồi? My đang ở trên gác xếp ấy. Còn An? An đi mua thuốc bổ với thịt để nấu cháo cho My rồi. Mà làm sao để bé My ra cư xử đấy hả? Tại sao à? Nó bị bỏ mặc ở cổng trường rồi bị xe va phải. Cũng may là chỉ xây xước nhẹ thôi. Mà tôi đã nói là tôi bận, tôi không thể đón con được. Tôi nhờ anh mà anh bỏ mặc con thế à? Thôi, bây giờ em về đây. Bé My khóc chán quá đang ngủ trên phòng ấy. Còn với dạng người này ấy, chị phải suy nghĩ lại đấy. An, anh xin lỗi. Anh biết lỗi của anh rồi. Tất cả là do anh, vì anh mù quáng nghe vào những lời vu khống. Cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Tôi không biết là anh bị cái gì cả, nhưng tôi từ trước đến nay anh không hề muốn bỏ mặc hai mẹ con. Cho anh thêm cơ hội nữa, anh xin em. Quá muộn rồi. Vì anh nghe ai đấy, anh vứt bỏ niềm tin mà mẹ con tôi trao gửi cho anh. Xin lỗi,